Ok, xin chào mọi người nha. Thì trong clip ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn tất cả anh em nào mà mới chơi game và chưa biết chơi offline trên game Beat Simulator Indonesia này như thế nào nha. Thì clip ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn anh em chơi offline nha. Thì thật ra là chơi offline này là cũng dễ thôi. Đấy, thì chơi offline này anh em có thể chơi với người thân của anh em này, hoặc là bạn bè này, nói chung là vân vân nha. Thì làm sao mà để được chơi được cái offline. Đấy, offline là thường thường người ta gọi là chơi online đấy nha. Thì đầu tiên anh em sẽ vào cái chế độ trực tuyến đấy nha. Ở đây đấy, anh em vào chế độ trực tuyến nha. Thì hiện tại là mình đang xài phiên bản tiếng Việt đấy. Thì anh em nào thích cái phiên bản tiếng Việt này thì link mình có để dưới phần mô tả của video nha. Đấy, anh em thích anh em đào về, còn anh em nào không thích thì anh em không cần đào về đâu nha. Đấy, thì anh em vào trực tuyến cho mình nha, chế độ trực tuyến nha, anh em bấm vào này. Đấy, thì ở đây là chơi offline á, thì anh em phải có tiền nha. Thì có tiền thì anh em mới có thể chơi được offline đấy. Thì chơi offline là mất 40k nha. Thì giờ mình sẽ bấm ok, ok là để vào nha, bấm ok này. Nó loát hơi lâu anh em ạ. Đó, thì sau đó anh em sẽ lại vào cái Asia này cho mình nhé. Đây này, cái Asia đầu tiên này nhá. Vào Asia này, bấm Asia này. Rồi đấy. Thì anh em nào mà thích chơi cùng bạn bè hay là người thân ấy thì anh em sẽ bấm cái nút tạo phòng đây nhá. Thì của anh em không có tiếng Việt thì là tiếng Anh thì anh em cứ bấm vào cái ô giữa này cho mình nha. Bấm vô tạo phòng này. Đấy, tạo phòng này. Rồi, ví dụ anh em chọn tên phòng là gì thì anh em ghi ra. Còn ví dụ mật khẩu đấy, thì mật khẩu anh em thích mật khẩu thì anh em đặt vô nhá. Còn anh em nào mà không thích mật khẩu thì khỏi cần đặt đấy. Thì phía dưới đây là số người chơi đấy. Số người chơi mình có thể chơi được 10 người nha. 10 người thì còn ở dưới là mở bản đồ. Đây thì mình sẽ tạo tên phòng đầu tiên của mình nhé. Ví dụ là Kuka Channel đi. Mình sẽ tạo cái phòng Kuka Channel nhé. Rồi ok này. Rồi cái bước thứ hai là mã bí mật. Thì nếu mà anh em có bạn bè hoặc là người thân chơi chung ấy, thì anh em nên tạo cái mã bảo mật nhé. Thì mình không có bạn bè hay là người thân thì mình chơi thì mình sẽ không cần bảo mật. Đấy. Thì số người chơi thì mình sẽ tăng lên cho 10 người đi. Thì còn phía dưới là tuyến du lịch thì mình sẽ mở bản đồ đấy nha. Mở bản đồ thì ví dụ anh em chọn map nào thì anh em chọn map đấy. Thì giờ mình sẽ chọn cái map solo đi Gologiji đi. Đây, cái map này nha, bấm này. Rồi sau đó anh em bấm nút tạo nha, bấm nút tạo màu xanh xanh đấy nha, anh em bấm vào cho mình này. Đó, thì như vậy là đã tạo vào, như vậy là đã tạo phòng xong nha. Thì bây giờ mình sẽ ngồi và chờ những người thích chơi offline vào cái phòng của mình rồi mình sẽ chơi nha. Đấy, thì chờ cũng hơi lâu đấy anh em, gắng chờ giúp mình nha. With my head again, you had your heart set.
feeling.